kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh tế 24 giờ của kênh truyền hình VOV. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Công bố 802 sản phẩm thủy sản lưu hành trái phép. Đề xuất giảm thuế nhập khẩu Artemia xuống 0%. Nhật Bản cung cấp 2,4 tỷ đô la Mỹ cho dự án đường sắt ở Philippines. Còn nhiều bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố danh mục sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản của 95 doanh nghiệp thuộc 12 tỉnh, thành phố bị đưa vào danh mục trái quy định. Các địa phương có lưu hành các sản phẩm này gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định, Long An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tiền Giang, Kiên Giang và Khánh Hòa. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có số doanh nghiệp có sản phẩm lưu hành trái phép nhiều nhất với 71 doanh nghiệp. Trong số 95 doanh nghiệp có sản phẩm bị lưu hành trái phép do Tổng cục Thủy sản công bố, công ty trách nhiệm hữu hạn BZT USA dẫn đầu với 112 sản phẩm. Tổng cục Thủy sản đã công bố trong số 802 sản phẩm được kiểm nghiệm khống, đưa vào danh mục lưu hành trái phép, có 347 sản phẩm đã được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để lưu hành trên thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị không truy thu thuế và điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng Artemia làm thức ăn cho tôm giống về 0% để hỗ trợ ngành nuôi tôm Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc áp thuế 3% đối với sản phẩm Artemia đem lại nguồn thu không đáng kể cho ngân sách nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tôm giống, tác động tiêu cực đến khâu sản xuất, giảm sức cạnh tranh đối với ngành xuất khẩu tôm. Với doanh số xuất khẩu hàng năm lên đến 3-4 tỷ đô la Mỹ, hiện hàng trăm doanh nghiệp sản xuất tôm giống tại Việt Nam đang lo lắng trước quyết định áp tăng thuế nhập khẩu Artemia, ấu trùng làm thức ăn cho tôm giống lên 5%. Đồng thời các công ty nhập khẩu mặt hàng này sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu Artemia từ năm 2016 trở về trước. Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo sẽ cung cấp 2,4 tỷ đô la Mỹ cho tuyến đường sắt mới ở Philippines nhằm giảm bớt tình trạng giao thông ách tắc kinh niên của thủ đô Manila. Một nghiên cứu mới đây cho biết, tình trạng ách tắc giao thông của Manila khiến Philippines thiệt hại 64 triệu đô la mỗi ngày trong năm 2015. Theo đó, tuyến đường sắt dài 38 km sẽ kết nối Manila và tỉnh Bulacan nhằm giảm bớt tình trạng quá tải lưu thông của thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, đây là một trong những dự án lớn nhất mà Nhật Bản cung cấp tín dụng bằng đồng yên. Nhật Bản cũng là đối tác thương mại và nhà tài trợ hàng đầu của Philippines trong thời gian qua. Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tại thành phố Sudan, tỉnh Vladimir. Trong năm qua, Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã hoạt động khá hiệu quả trong công tác xúc tiến kinh doanh, đầu tư, góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga, đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên trong việc tìm hiểu các chính sách mới của nước sở tại liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức các chuyến đi khảo sát, tìm hiểu thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư tại các địa phương của Nga, tổ chức thành công hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm và kết nối các doanh nghiệp Việt-Nga, tích cực tham gia hoạt động từ thiện và tài trợ cho các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Trong thời gian qua, Hiệp hội chủ trương hướng các hoạt động của mình phục vụ lợi ích của các hội viên trước tiên, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nga vì mục tiêu ổn định cộng đồng, vì lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và vì sự phát triển thịnh vượng của mối quan hệ Việt-Nga. Cũng trong khuôn khổ chương trình, còn có buổi tọa đàm với chủ đề Tiềm năng kinh tế của tỉnh Vladimir và khả năng hợp tác đầu tư phát triển kinh tế với các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. Thưa quý vị và các bạn, đã được cải thiện, song đến nay vẫn còn tồn tại những bất hợp lý trong chính sách phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp tư nhân. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp khu vực này trên thương trường. Do vậy, cần thiết phải xây dựng một chính sách cạnh tranh toàn diện đang là giải pháp được nhiều chuyên gia kinh tế đề cập nhằm giảm bớt những bất bình đẳng và tạo động lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Mỗi năm, Việt Nam mất 20 triệu đô la Mỹ do áp dụng các ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và dường như những ưu đãi này ngày càng gia tăng qua mỗi năm. Bên cạnh những đóng góp vào ngân sách và tạo việc làm cho người lao động, thì việc giảm thuế tạo thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn, đất đai, tài nguyên đang tạo nên những bất bình trong môi trường kinh doanh,
giữa các doanh nghiệp SBI và doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực nhỏ và vừa. Đó là một sự cạnh tranh thực sự là không cân sức giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp FDI của nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam, thì họ được chính phủ ưu đãi rất là nhiều những cái chính sách. Tôi nghĩ rằng là về đất đai, về chính sách về thuế, hơn nữa họ có thế mạnh là những nước công nghiệp phát triển đã từ lâu so với Việt Nam. Họ có tiềm lực tài chính rất là mạnh. Tất cả những yếu tố mà anh vừa nói ở trên thực sự nó có thể nói lên ngay rằng là cái sự cạnh tranh của các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với các doanh nghiệp FDI là thực sự là không cân sức. Bên cạnh đó, môi trường cạnh tranh hiện vẫn đang bộc lộ nhiều bất bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, như việc hạn chế số lượng nhà cung cấp thông qua việc trao quyền kinh doanh độc quyền cho một nhà cung cấp. Những chính sách này đã không tạo ra áp lực cạnh tranh bình đẳng để các doanh nghiệp phát triển. Một trong những nguyên tắc rất cao của cạnh tranh là bảo vệ áp lực cạnh tranh, chứ không phải cái chính là bảo vệ người chơi trên thị trường. Và đây là một cái nguyên tắc mà đôi khi trong ứng xử chính sách chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Và cũng là một cách mà chúng ta không hiểu chốt cái vấn đề này, thì đôi khi trên một thị trường, một lĩnh vực có rất nhiều doanh nghiệp tham gia mà vẫn rất thiếu vắng cạnh tranh. Xây dựng một chính sách cạnh tranh toàn diện để tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng là nhiệm vụ mà Nghị quyết 19 của Chính phủ giao cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện để trình Chính phủ trong năm 2017. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, để xây dựng một nền kinh tế thị trường đầy đủ và một môi trường cạnh tranh toàn diện thì cần phải triển khai đồng bộ trên nhiều mặt. Đầu tiên là phải giảm rào cản gia nhập thị trường mà chúng ta đang làm, nhưng làm rất nhiều năm mà cuối cùng vẫn chưa được bao nhiêu rào cản gia nhập thị trường. Của chúng ta nói điều kiện kinh doanh, giấy phép con, giấy phép cháu, giấy phép cha gì đấy, tất cả những thứ đấy là phải ưu tiên số 1. Nhưng cái ưu làm được cái điều này nó đòi hỏi phải tư duy về kinh tế thị trường, nó phải thay đổi. Điểm thứ hai, doanh nghiệp nhà nước buộc họ phải đó một lực lượng rất là trung lập trên thị trường và cạnh tranh bình đẳng thị trường. Và như thế phải tách họ ra khỏi các bộ. Tách thế nào chúng ta sẽ bàn, nhưng mà phải tách ra khỏi các bộ, không thể để như hiện nay. Chỉ khi nào xây dựng và hoàn thiện được một chính sách cạnh tranh đầy đủ và toàn diện thì khi đó mới tạo ra được một môi trường kinh doanh công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp. Từ đó sẽ tạo ra được động lực để các doanh nghiệp trong nước phát triển, giúp nền kinh tế đạt được những mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra. BIDV được biết đến như một định chế hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong hội nhập với các ngân hàng khu vực và thế giới, với sự phát triển vượt bậc về quy mô và tài sản. Để đạt được kết quả này, hoạt động công nghệ thông tin luôn đồng hành và đã góp phần xứng đáng vào thành tựu trong hoạt động kinh doanh của BIDV. Đến nay, BIDV đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đủ sức phục vụ vận hành hoạt động của cả hệ thống BIDV. Hệ thống các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, đồng bộ, liên thông, bao quát mọi hoạt động, quản lý gần 8 triệu khách hàng và xử lý gần 1,7 tỷ giao dịch một năm. Mô hình quản trị công nghệ thông tin tiên tiến phù hợp với thông lệ quốc tế và quy mô phát triển của BIDV. Đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin lớn mạnh, không ngừng phát triển với khoảng 700 cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ cao, tâm huyết trung thành với BIDV và khẳng định thương hiệu cán bộ công nghệ thông tin BIDV đủ sức quản lý, triển khai, vận hành một hệ thống công nghệ thông tin quy mô lớn. Đến đây thì chương trình Kinh tế 24 giờ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.